Rồi, chúng ta lại đến với video tiếp theo nhé. Thì trong video trước của chúng ta là chúng ta đã gọi là hoàn thiện xong cái phần token rồi đúng không nhỉ? Thì trong video lần này chúng ta sẽ có hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ mã hóa cái password cho user đúng không nhỉ? Để mà bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Và cái thứ hai ấy là chúng ta sẽ hoàn thiện luôn cái phần đăng ký đăng nhập của cái phần API này để nhá. Rồi, thì để mà chúng ta làm cái được phần đầu tiên ấy, nó là cái phần mã hóa mật khẩu ấy, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mà mình rất thường hay sử dụng. Mình phải nhấn mạnh là rất thường hay sử dụng. Nó có tên là pcrypt.js. Mọi người nhớ nha, nó có tên là pcrypt.js. JS chứ không phải là pcrypt. Được nha. Mình đã từng nhầm pcrypt. Nên là ra là đây là bài học xương máu ấy. Mình phải nhấn mạnh lại đấy là pcrypt.js được nha. Còn cả thằng này và thằng này nó cũng hoạt động giống với thằng pcrypt nhưng nó dành cho bên JS được nha. Và để nó mã hóa thôi, không gì cả. Và mình thấy là tốc độ thực thi thằng này có vẻ nhanh hơn, không hiểu tại sao. Rồi thì để mà tiếp tục thì chúng ta lại cài đặt nhá. Thì để mà cài đặt thằng này thì là jan jan s pcrypt crypt js được nhỉ. Ok, khi mà mình đã cài đặt xong rồi ấy thì thằng pcrypt này này, các bạn muốn sử dụng nó ở đâu sử dụng, nhưng mà ở đây mình chỉ cho mọi người một cái cách nó gọi là sao, nó gọi là ok nhất nhá, gọi là ok nhất cho mọi người đi. Đấy, thì mình sẽ sử dụng nó, mình sẽ thường là mình sẽ viết nó ở trong cái hàm đấy là hàm xử lý cái model đấy nhỉ. Đây, bây giờ mình sẽ vào trong phần model và trong phần user. Đây mình sẽ sử dụng như này. Và để mà lưu để mà mã hóa mật khẩu ấy, mình sẽ không xử lý nó trong hàm controller mà mình xử lý nó ở trong giai đoạn nào? Thì ở trong cái giai đoạn mà trước khi lưu nhé, mọi người chú ý là trước khi lưu. Ok, thế vậy ở đây mình sẽ là user stress ma này chấm trước khi mà sẽ là pre pre đấy, tiền tố đấy, tôi gọi trước đấy. Đấy, đấy, gọi là trước khi lưu này thì mình sẽ thực hiện một số bước sau đây. Đấy, nghe như kiểu là giảng văn vậy đấy nha. Thì trong cái function này nhớ là phải có next nhé, bởi vì là nếu mà có lỗi thì dừng, còn nếu mà next, còn nếu không thì phải next next để cho quá trình lưu được tiếp tục được nhỉ. Rồi thì step này thì bây giờ mình sẽ sử dụng try cat, bởi vì trong cái này thì không có tác động của express router promise rồi nên là chỗ này chúng ta phải tự túc thôi. Thế là next next error đúng không, next error. Rồi thì trong phần try này chúng ta sẽ làm công việc gì? Thì trước khi lưu được công việc là chúng ta sẽ mã hóa mật khẩu. Thì để mã hóa mật khẩu vậy đầu tiên là mình sẽ generate ra một cái đoạn, nó có thể gọi là một cái đoạn sales, nhưng mà mình có thể hiểu ở đây mọi người có thể hiểu nó là một cái đoạn được random ra để kết hợp với cái mật khẩu đấy để mà lưu để nó bảo mật hơn được nhá. Ok, và sau đấy thì mình sẽ generate ra một cái password được nhá, password đã được hash được nhá, sẽ bằng là sale cộng với cái dãy hash đấy được nhỉ. Và cuối cùng ấy là chúng ta sẽ reassign lại cái password, bởi vì sao, bởi vì cái password lúc mà người dùng gửi lên ấy là nó được truyền vào trong cái model này để chuẩn bị lưu này, nhưng mà mình mã hóa xong với cái giá trị mới rồi nên mình phải reassign lại cái password được nhỉ, reassign lại password đã được hash được nhỉ. Rồi thì công việc đầu tiên của chúng ta đấy là chúng ta sẽ tạo ra sale, chúng ta tạo một sale và chúng ta sử dụng away. Nhớ ở đây chúng ta sử dụng away nhé, bởi vì tất cả các hàm của pcrypt chúng ta đều nó đều trả ra là promise nên là chúng ta bắt buộc phải sử dụng ở đây là như thế được nhỉ. Con pcrypt và mình require từ pcrypt.js được chưa? Và nhớ nhá, nhớ là tất cả các hàm pcrypt đều trả ra là promise ấy. Chấm. Thì để mà gen là một cái sale sẽ là gen sale đúng nhỉ. Và đây mọi người lấy ký tự thôi. Ví dụ tạo ra 10 ký tự đi, 10 nhá. Và sau đấy thì
Phân biệt xem nữa chúng ta là gì? Là gen là một cái mật khẩu đã được hash đúng không? Thế vậy sẽ là password hash đúng nha. Sẽ bằng là away, tiếp tục lại phải away nha. Nhấn mạnh lại lần nữa. Chấm hash được chưa? Nó có một cái hàm để hash. Và chúng ta sẽ phải sử dụng là git.password. Mọi nhớ cho mình nha. Đoạn này sẽ có một số bạn ấy là quen tay đây không viết theo cú pháp này, nhưng mà nhớ nhá, phải viết theo dạng đó là normal function, không được viết theo kiểu arrow function. Chứ không git của arrow function nó là cái function đấy chứ không phải cái giá trị mà được truyền vào, được chưa? Nếu bạn chú ý cho mình ở đoạn này. Phải viết theo function theo dạng này nhá. Ok, git.password. Và đây mình sẽ truyền cái sale vào kia nữa để kết hợp lại, được chưa? Sau đó mình reassign lại sẽ bằng là git.password đúng không? Sẽ bằng với cái password đã được hát mới, được nhá. Rồi, thì để mà mọi người dễ hiểu vậy thì đây mình sẽ console log cái test, được chưa? Cách ra này. Và mình console log sát ra. Tiếp theo đấy nữa là console log cái password đúng không? Và đã được hát. Cách ra. Password đã được hát, được chưa? Và trước đó ấy, thì mình sẽ console log cái password. Password chưa được hát đúng không? Thì mình sẽ để nó là password. Cách ra. Ở đây sẽ là git.password, được nhỉ? Đấy, rồi, bây giờ mình sẽ cái chỗ net lại. Sau đó thì mình sẽ return vô đây để mà nó không lưu. Rồi, bây giờ chúng ta chạy nhá. Dàn dev. Bây giờ chúng ta quay trở lại đây. Secret. Đây, size up của chúng ta đây. Sang 48 đi. Quay lại body. Nó xem lại nào. Vẫn một chu. Úi giời ơi, vẫn một chu. Nhưng ở đây chúng ta đã có cái password rồi, được nhỉ? Đây là callback and return bằng for chỉ là ấy thôi. Chỉ là trong hàm này thôi. Rồi, công việc chúng ta rồi là đây, mọi người sẽ thấy là đây password chúng ta đây. Là 1456 đúng không? Dãy cell chúng ta đây. Nó gen ở đây. Sau đấy là password đã được hát đây. Như vậy là password chúng ta đã được hát, được nhỉ? Chúng ta kiểm tra ở trong cái cơ sở liệu nhá, xem là như nào nhá. Thực hư như nào được chưa nhỉ? Rồi bây giờ quay trở lại đây kiểm tra email 48 đúng không? Email 48 chúng ta kiểm tra thử. Email 48, ok, thằng cuối cùng là email 48 đây. Mọi người thấy có cái password mới chưa? Ngon chưa? Được nhỉ? Thì ở đây mình bảo là return for để nó dừng, nhưng mà mọi người chú ý này, không return for được ở đây bởi vì đây là callback function. Đấy, chứ nó không phải là một function nên ra là nó không return được cho cái, không thể dừng được cái quá trình lưu ở đâu, được nhỉ? Đấy nhá. Đấy, nếu mà muốn dừng ấy thì mọi người next qua error cho mình, được nhỉ? Rồi. Mình bị sai đoạn này đấy. Xin lỗi mọi người. Rồi mình cắt chỗ nét lại. Như vậy là chúng ta đã có được một cái mật khẩu ok rồi đúng không nhỉ? Đấy. Rồi, đấy mật khẩu đã được mã hóa ở đấy. Ngon lành cạch đào chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá. Thì như vậy là chúng ta đã xong cái công việc đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta sang với cái công việc thứ hai nhá. Công việc thứ hai của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng cái thằng passport để mà chúng ta làm việc với gọi là đăng nhập nhá. Ở đây rồi, để mình gọi chờ mình một tí nha. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục này. Thì cái đoạn này của chúng ta nhá, thì mọi người sẽ thấy là để mà tiếp tục ấy thì chúng ta sử dụng thằng passport để mà đăng nhập mà. Nên là thành ra ấy, là ở đây mọi người sẽ cần phải sử dụng thêm một cái nữa. Đấy là passport local, được nhỉ? Thì như mình đã nói là passport có rất nhiều các cái cách thức để mà sử dụng. Ví dụ như là Google, rồi Twitter này, rồi Facebook này. Đấy, thì ví dụ như là đăng nhập với email thì được gọi là passport local, được nhỉ? Đấy, theo phương thức local. Đấy, nên là mình ở đây sẽ là passport gạch local. Mình add nó vào thôi, được nhỉ? Thì do là mình đã tạo một cái file passport trước đấy rồi.
để mình làm việc với passport JPEG rồi đúng không nhỉ? Tom and Jerry đấy. Thế nên bây giờ mình quay trở lại với cái file đấy để mình config nhá. Thì để mà config cái file này thì ok thôi. Config file này thì không có gì cả đúng không? Config file này thì lại dễ quá. Thì giờ để mà config ấy, thì một là các bạn xem cái doc của cái thằng passport local nó làm việc như nào được nhỉ. Đấy. Còn không ấy thì chúng ta tiếp tục về video này. Rồi thì để mà sử dụng cái thằng local này của chúng ta này. Không biết có mình có cần phải cắt cái đoạn này không ta, hay để mọi người nghe nhạc nhỉ? Hay mình comment đây nhá, đây là passport local được nhỉ. Rồi, chúng ta sử dụng là passport thì lại tương tự giống cái thằng kia thôi, lại tương tự giống như thằng thằng bên trên thôi, nhưng mà ở đây thì chúng ta sử dụng đấy là con đúng nhá. Sẽ là local strategy đúng không? Bằng với require. Ở đây mọi người sẽ thấy là passport local nhỉ. Đấy, ở đây mọi người muốn chú ý thêm thì mọi người sẽ thấy đây có một strategy được chưa? Rồi. Thì đây chúng ta sử dụng đây là new local strategy. Ở đây lại tiếp tục có option. Đấy. Sau khi option xong thì sẽ có verify. Tức nghĩa là option xong, tức nghĩa là nếu mà đã vượt qua được cái việc verify rồi thì sẽ hứng được một cái hàm callback nữa được nhỉ. Thế nên ở đây mình sẽ có một cái option này và một cái callback được nhỉ. Callback tương tự như hàm bên trên thôi chứ nó cũng không có gì cả. Rồi, thì cái option này của chúng ta sẽ gồm cái gì? Option này của chúng ta có username field này sẽ bằng với, mọi nhớ là cái username field này nó sẽ bằng với cái trường mà nó nhận được từ cái body được nhỉ. Thế là đây các bạn phải đúng nhá, các bạn phải gửi đúng cho mình đấy được nhỉ. Thì ở đây các bạn phải đặt đúng nhá, ví dụ tên trường bạn là username nhưng mà user gửi lên là email thì nó cũng không nhận thì nhỉ, nên phải chú ý nhá, phải trùng nhá. Ví dụ như là ở đây các bạn username, bạn đặt đây là username đấy, còn nếu không thì đây là email này được chưa. Rồi thì nó lấy trường email này, đặt tên email vào đây cho mình. Sau đó thì ở đây mình sẽ lấy trường là email là trường password, bởi vì đăng nhập phải cần email và password được nhỉ. Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục. Đấy. Thì ở trong hàm này chúng ta cần thêm một cái param nữa là param done, để nếu mà thành công thì chúng ta chuyển, còn nếu không thì chúng ta tạo lỗi được nhỉ. Ok. Thế đoạn này chúng ta đầu tiên chúng ta tìm cái user để thông qua cái email đấy nhá. Sẽ bằng là user cho bằng là away. Sẽ bằng là user chấm. Rồi ok, đây chúng ta sẽ phải quyết định là chúng ta dùng thằng file nào. Rồi nhớ này, đây là chúng ta tìm thông qua email nên sẽ không thể sử dụng file by đi được. Nên đây chúng ta sử dụng thằng file on được nhỉ. Và mình vứt thằng email vào. Đấy, sau khi tìm được thằng user rồi ấy thì chúng ta phải check một cái trường hợp đặc biệt nữa, đấy là giả dụ như là không có thằng user đúng không? Không thằng user thì chúng ta sẽ làm công việc, đó là chúng ta return done đúng không nhá? Return done null đấy nhá. Và false đúng không nhá? Đấy. Rồi thì ở đoạn này, ở trên này các bạn thấy này, return done này, các bạn nhớ là phải return. Được chưa? Return để nó trả về cho cái lần luôn là không hoạt động được nhá. Nhá. Rồi. Sau khi mà check xong trường hợp đấy rồi ấy, nếu mà đúng là có tồn tại user này thì mình sẽ so sánh cái password của cái user này được chưa, với cái password ở trong cơ sở liệu đấy nhá. Thì để mà so sánh ấy thì chúng ta bắt buộc là việc sử dụng thằng base script đúng nhá, và sử dụng tới một cái hàm nó có tên là compare. Đấy, bởi vì sao, bởi vì cái mật khẩu mà người dùng nhập vào ấy là cái mật khẩu mà mật khẩu chưa được mã hóa của người dùng, và cái mật khẩu trong cơ sở liệu là cái mật khẩu đã được mã hóa, nên ra là chúng ta không thể nào mà so sánh một cách bình thường được thôi nha, mà phải sử dụng thằng base script để nó thể compare được, bởi vì trước đấy nó là người mã hóa thì bây giờ nó phải là người decode được chưa. Rồi thế nên là ở công việc ở đây chúng ta là mình sẽ cần một cái viết ở trong cái user đi, mình sẽ sử dụng cái method, sử dụng cái method của model ở trong thằng mongoose nhá, rất là tiện lợi. Method trong model rất hay.
Đấy là user stretch ma này, chấm method. Mọi người có thể tận dụng cái method này để làm rất nhiều thứ đấy nhá. Đấy, những cái nào mà không muốn xử lý ở trong phần controller ấy, mà trước khi làm công việc đấy mọi người có thể làm, mọi người có thể lấy ra ở đây thì nó sẽ hợp logic hơn được nhá. Thường mình sẽ tạo ra một cái folder service để mình xử lý những cái công việc thay cho controller để controller đỡ bị quá tải. Controller chỉ là import cái hàm đấy vào để thực thi thôi, được nhá. Để khi mà mình bảo trì code thì mình sẽ dễ làm việc hơn. Đấy, thì đây là một cách, được chưa? Thì đây là invalid, được chưa? Password. Password viết sai à? Password viết sai thật. Cái bằng là async function. Ok, và đây sẽ là new password. Không cần đâu. Mình sẽ cần là user password. User password thôi, new đi. Dùng từ new password đi. Đôi khi chúng ta nghĩ ra một cái tên biến mất cả ngày. Thế quen không? Rồi. Thì ở đây mọi người nhớ là ở đây mọi người phải sử dụng là normal function để mọi người truy cập được JIT nhá. JIT chính là cái này này. Model này, được chưa? Đây, JIT chính là user chết ma nhá. Để mọi người truy cập được. Rồi, thì tương tự thôi. Cũng phải là try cat, được chưa? À, try cat thì nếu mà try cat không được thì mình ném ra một cái lỗi. Được nhá. Nếu mà gặp lỗi thì mình ném cái lỗi đây ra. New error, được nhá. Đấy, error. Thường thì cái trường hợp này ít khi xảy ra lắm, nhưng mà thôi chúng ta cứ bắt cho chắc, được chưa? Chấm compare. Và trong compare mọi người chú ý này. Trong compare nó sẽ có string và cái dãy đã được hash, được nhá. String chính là cái mật khẩu mọi người dùng gửi lên ấy, nó chính là new password, được nhá. Còn cái dãy mà user ấy, mà user tìm được ấy, mà user đã lưu trước đấy mà đã được mã hóa thì sẽ là git.password, được nhỉ? Mày thấy đây chưa? Ok, thì để mà mọi nhớ nhá, mọi nhớ là cái đoạn này của chúng ta ấy. Mọi nhớ cái đoạn compare này của nó, compare nó sẽ trả ra gì? Nó sẽ trả ra giá trị là đúng hay là sai, mọi hiểu không? Đấy, nên là chỗ đoạn này của chúng ta thì công việc của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ phải return, được chưa? Nhưng mà return vẫn chưa đủ. Bởi sao? Mọi người nhớ không? Như mình đã nói đấy là tất cả các hàm của base script đều trả về dạng là promise, được chưa? Thế nên ở đây chúng ta cần phải return và nhớ là phải await nữa, await, được chưa? Đấy. Rồi, cái đoạn trên hàm này. Đoạn trên này cái đoạn trên này của mình này, mình cần phải next nha. Quên đấy, chúng ta cần phải next đoạn này. Ok, cái chỗ next lại. Rồi, thì cái đoạn này chúng ta mọi người chú ý ở đoạn này không? Đấy, nhớ nha, là phải return await. Được nhờ, return await cái đoạn này cho mình, được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ sau khi chúng ta đã có được cái hàm như này rồi thì truy cập hàm này như thế nào? Thì mình nhớ lại cái đoạn này không? Đấy là chúng ta so sánh đấy. Mọi người nhớ không nhỉ? Là chúng ta so sánh cái hàm này của chúng ta. Chúng ta so sánh cái hàm, cái password mà người dùng gửi lên ấy với cái hàm mà chúng ta vừa mới thông qua cái hàm mà chúng ta tạo ra bằng cách chúng ta truy cập thông qua cái user model, đúng không nhỉ? Nên đây sẽ là const e correct password, được nhỉ? Sẽ bằng với away. Nhớ là cái hàm đấy của mình là mình viết là async, nên ở đây mình cũng phải sử dụng away nhá. Await sẽ là user này chấm file, không phải là file mà là user valid, đúng không? Đúng ta. Mình để xem là cái hàm bên kia mình đặt tên là gì nhá. User valid đây, đúng rồi. Đấy. Nè, nó vào đây. Bây giờ đấy, hay chưa? Và ở đây mình sẽ truyền cái password mà người dùng nhập lên vào đây. Đấy. À đây. Ok. Sau khi mà kiểm tra xong nó sẽ trả ra true hoặc false ấy, thì công việc bây giờ rất đơn giản rồi. Mình sẽ là nếu mà là false, tức nghĩa là either không phải là either correct, nếu không đúng thì sẽ return done null, không có lỗi nhưng mà trả ra false, tức nghĩa là không đăng nhập được nhá. Đấy. Còn nếu mà done ấy, còn nếu không ấy thì sẽ là done null và trả ra cái thằng user, được nhá. Đấy. Ok, đơn giản này thôi.
Bây giờ chúng ta thử nhá, chúng ta thử xem là nó hoạt động như nào nhá. Thì cái đoạn này của chúng ta thì nhớ là vứt nó vào trong try cat đi. Đoạn này mình chưa nó vứt nó vào trong try cat. Bởi vì biết đâu có một cái lỗi đấy mình không hề đoán trước được. Nên mình cứ cho nó vào trong try cat đi. Và try cat thì đoạn này mình sẽ vứt ra cái error theo lỗi và false. Được chưa? Giống y hệt cái hàm bên trên thôi. Cái hàm bên trên này này cũng try cat thôi. Được chưa? Nhưng tại sao try cat ở đây nó lại không format được nhỉ? Mình thử bây đâu vào đây nhá, xem là nó có hoạt động không đã. Đấy, biết ngay mà. Away user file. À, ok. Ở đây mình chữa xin này. Ok, cả chỗ nét lại. Rồi, như vậy chạy nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta chạy rồi đúng không? Thì công việc chúng ta giờ chúng ta sẽ phải sử dụng thằng này cho cái middleware của cái route đăng nhập đúng nhá. Thế giờ vào trong route đi, của user. Được chưa? Password config thì import rồi. Đấy. Nên là cái đoạn này của chúng ta chỉ cần config cái route thôi, được chưa? Thì config cái route thì lại dễ quá, đúng không? Config route thì tương tự thôi. Sẽ là sau khi validate xong này thì sẽ đến với cái middleware chạy đúng không? Sẽ là passport.authenticate authenticate đấy. Và phương thức là local, được chưa? Đấy, phương thức local. Và local thì tiếp tục thôi, tiếp tục lại có một cái config như vậy thôi, như ở bên JWT là section, bởi vì đây là API. Bây giờ cho chỗ nét lại. Rồi bây giờ mình ra ngoài mình thử nhá. Bây giờ mình xóa toàn bộ này đi đi. Xóa, mình re-execute lại đi, xem có user nào mới không. Rồi mình xóa đi. Delete này. Bây giờ mình quay trở lại với đăng ký nhá. Rồi một là 456. Bây giờ mình sử dụng đúng mail của mình đi. Cái chỗ nét lại. Sau đó mình send. Ok. Ngon rồi đúng không? Bây giờ mình sang phần sign in thử nhá. Thì sẽ là ai? Sẽ là đây mình copy cho nhanh. Xóa first name, last name đi. Để lại mỗi email với password thôi, được chưa? Bây giờ mình nhập sai mật khẩu đi đã. Đen. Ok, unauthorized. Đấy. Unauthorized đúng không? Như vậy là chúng ta đã làm được rồi đấy. Bây giờ chúng ta thử đăng nhập đúng xem sao nhá. Chưa quẩy sớm được chưa? Control net lại. Đen. Đấy, ok, như vậy là đang sending chứng tỏ là nhảy được vào rồi đấy. Đây, call tới sign in function được nhá. Ok, như vậy là ngon quá nhỉ. Hoặc là cành đào đúng không? Đấy, ok, nhưng mà đoạn này trong phần user model mình vẫn chưa xóa mấy con console log này đi à? Ok, đoạn này xong rồi này. Nên là bỏ đi. Ok, cái chỗ nét lại. Thì ra còn một cái bước nữa, đấy là sign in thì chúng ta cũng phải phát cái token cho người dùng đúng không? Nên là công việc bây giờ sẽ là công việc bây giờ rất là đơn giản thôi, đấy là chúng ta chỉ cần là lấy cái chúng ta chỉ cần là sai cái token ra cho cái hàm controller đúng không nhỉ? Thì ở đây nhá. Thì đây mọi người phải chú ý trước đã. Đấy là tại sao lại về trước khi làm mình phải chú ý. Là đây mọi người thấy không? Nó có done null user này. Đấy, done null user tức có nghĩa ấy, là đây nó sẽ cho chạy tiếp hàm tiếp theo, tức nghĩa là hàm controller sẽ chạy và nó sẽ assign một cái trường tên là user có chứa thông tin user là ở trên này. Đấy, vào trong đâu nào? Vào trong thằng request được nhỉ? Thì để mà chứng minh cái điều mình vừa nói ấy, thì đây mình sign in nhá. Sau khi mà console log xong mình console log request.user được nhỉ? Cái chỗ add lại. Đen lại cho mọi người. Ok, đúng này, giờ quay ra, mọi người thấy chưa? Như vậy ở đây của chúng ta là chúng ta có cái thông tin của người dùng hết ở đây rồi đúng không? Ngon chưa? Ok. Thì chỗ đoạn này khi mà đã có thằng này rồi thì lại dễ quá rồi đúng không? Công việc chúng ta giờ là chúng ta assign lên một cái token đúng không nhỉ? Assign a token sẽ bằng là con token sẽ bằng với hàm là gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Encode token đúng không?
Đấy nhá, đặt tên là create and code token thì nó đúng hơn nhỉ. Rồi sẽ bằng là request.user.id nhỉ. Bởi vì mình chỉ cần ID thôi được chưa? Sau đấy thì sẽ là red.set header đúng không? Sẽ bằng là authorization và mình sẽ truyền cái token vào. Sau đó thì trả về cho client. Red.status 200.json đúng không? Uầy, đến đoạn này thì sướng quá nhỉ. Access bằng true. Xong ngon lành, cảnh đáo hết được còn gì nữa. Được nhỉ. Rồi bây giờ xem lại này. True ngay. Úi giời ngon. Header sao? Rồi, header có authorization đúng không? Bây giờ sử dụng cái token này đi tới cái API secret để mà nhận dạng xem đúng không, để cho thay thế. Mọi người nhớ là thay thế mỗi cái token đấy nhá. Còn bezier là vẫn phải cần đấy. Sau đó thì send. Ok, như vậy resurrect trả về true rồi này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong đúng nhỉ? Đăng nhập đăng ký thử một cái tài khoản khác nhá. Ví dụ đây là 96 đi. Send. Ok, sau đấy mình vào đây. Mình đăng nhập với tài khoản là 96. Send. Ok, đăng nhập sai thử nào. Send. Ok, body underscore 401. Ok, như vậy không được. Lại test lại nữa. 6. Có cái token C. Xem này thay thế cái đoạn này. Mọi người nhớ thay thế cẩn thận nhé. Thay thế mỗi đoạn token thôi. Được chưa? Nhớ có khoảng cách giữa bezier và cái token này nhá. Rồi như vậy xong. Ngon lành cảnh đào. Ok, như vậy là trong video này của chúng ta đã hoàn thành được hai mục tiêu. Một ấy là chúng ta đã mã hóa được cái thông tin mật khẩu của người dùng được nhá, để mà tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Và cái thứ hai ấy là chúng ta đã đăng nhập xây dựng được cái hàm đăng nhập bằng cách là sử dụng thằng passport local được nhá. Kết hợp để mà có thể làm được cái hàm đăng nhập. Ngon lành cảnh đào đấy nhá. Rồi thì ở trong video này của chúng ta sẽ dừng ở đây. Thì ở trong video sau của chúng ta sẽ tiếp tục với thằng passport này, nâng cao hơn. Đấy là chúng ta sẽ hướng tới author, tức nghĩa là chúng ta sẽ viết các cái API cho cái việc author cho Facebook này, Google này, hoặc là GitHub hoặc cái gì đấy, bla bla, được nhá. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người trong video sau. Bye bye, see you again.